chiều ngày 24 tháng 12 năm 2006. Một độc giả viết thư cho tôi như sau. Chào chị Diệu Liên, em thường lên mạng xem chị giải đáp về nhân quả, đọc mà ngậm ngùi, nước mắt tuôn đầm đìa. Em biết mình có tội sâu nặng, có lẽ do trúc thế đã tạo nghiệp chướng vô biên, nên hiện đời nếm đủ khốn khổ gian truân. Ba lần bị tình hành khổ, khiến em nhiều lần muốn tự tử, từ khi theo học Phật đến nay, em dũng mạnh sám hối, sửa đổi. Mặc dù xem như chưa đủ, nhưng tất cả hiện đang chuyển biến tốt. Em hiểu đó là nhờ quy lực của chư Phật, Bồ Tát gia trì, nên thầm tri ân. Chỉ biết phát nguyện tinh tấn từ tu, rồi mới độ người. Những mong có thể báo ân Phật. Thế nhưng, trong những lúc trầm tư tĩnh lặng, em mơ hồ trông thấy nhiều hình ảnh tiền trần liên quan đến số mệnh trái ngang. Em cảm nhận rất rõ điều này, nhưng chưa đủ năng lực hiểu thấu nhìn ra nguyên nhân. Sau đây là câu chuyện của em. Mong chị chịu khó xem. Em sinh ra được 6 tháng, thì ba mẹ cãi nhau, rồi ly thân. Lúc em 3 tuổi, thì ba mẹ ly dị. Em về sống với bà nội tại cố hương A được 10 năm. Sau đó về việc học Em phải lên thành phố B Nhưng vẫn cùng sống với bà Năm 1996 Em thi đậu đại học Năm 2000 Thì tốt nghiệp và công tác ở phố C Sau đó Do em đổ công tác Nên phải đi khắp phố này đến phố khác Đến bây giờ Thì về lại phố B Hồi năm 1994, em đang học cao trung chuyên khoa dân thì quen biết anh bằng 1995 phát sinh luyến ái đến năm 2002 thì cùng sống với bằng tại phố D tháng 3 năm 2003 chúng em chia tay tính ra yêu nhau hơn 8 năm dù chia tay rồi nhưng lòng em vẫn còn dương dấn tháng tám bằng lại đến phố D gặp em mới đầu do bằng đồng ý nên em mới để cho có thai. Nhưng không ngờ qua Tết 2005, thì bằng đột nhiên biến mất, không thấy tâm hơi. Sau đó thì em phá thai. Tính ra chúng em yêu nhau cũng đã 10 năm, đến nay không còn gặp lại. Cuối tháng 11 năm 2003, em đến phố E, nỗ lực làm việc cùng lãnh đạo Tinh Minh. Sự nghiệp phát quy hoàng, hai bên đều thành công. Cũng do vậy mà em rơi vào ái luyến khó thoát ra. Bởi chỉ có em yêu nồng nhiệt nên tình thành vô vọng. Vì cuối năm 2004, anh mình được điều về phố C và không liên hệ cùng em nữa. Em thừa biết là anh ta không cần em, nhưng em lại vô phương thoát ra tình cảm này, nên tự ôm lấy sầu khổ vô biên. Ngày 15 tháng 3, em quen anh Bân. Do có kinh nghiệm làm việc và thân thế tương đồng, nên chúng em dễ dàng cảm thông thấu hiểu nhau. Chúng em vừa gặp là cùng yêu say đắm, vô phương thoát ra. Mức độ thân thiết tưởng như khó thể bứt lìa. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tình cũng tàn mau. Vào ngày 8 tháng 5, vợ anh xuất hiện và anh biến mất, không hề tìm gặp lại em. Đến nay hai bên cũng chưa từng gặp lại Xem như kết cục cũng giống như mối tình đồng Trên đây em chỉ thuộc lại những mối tình sâu nặng Gieo khổ thống thiết cho em Còn các mối tình dùng dặt Thì không kể làm chi Có thể thấy đời này em phạm đào quá nghiêm trọng Tội sâu vô biên Chỉ một chữ tình thôi Mà đã hành em gian truân thống khổ Hết nửa đời người Chị ơi, em kể mà không ngăn được suối lệ tuôn trào. Có lẽ chị cũng xem thường em. Không biết em đã tạo ra tội nghiệp gì trong kiếp trước mà khổ quá như thế. Ngoài trừ nỗ lực sám hối tu tập ra, em chưa biết mình phải làm sao nữa. Xin chị hãy giải đáp cho em hiểu. Em kính lễ tạ chị, Kim Khánh. Ngày 29 tháng 12 năm 2006, tôi đã giải đáp cho Kim Khánh nghe căn nguyên nhân quả của cô như sau. Về mối tình cùng chàng trai tên Bằng, vào đời quá khứ, Khánh là bá tước An, còn Bằng là một thiếu nữ, đã yêu Khánh vô cùng say đắm. Cũng giống như đời này, tình cảm hai bên gắn bó sâu đậm được 10 năm, thì ông bá tước bỗng thay lòng, không còn thương tưởng đói hoài gì để thiếu nữ kia nữa do ông lo truy tìm tình mới nên lạnh nhạt phủ phàng với người cũ về mối tình cùng ông lãnh đạo tên minh vào đời quá khứ hai bên đồng mang kiếp chuột khánh là chuột cái mình là chuột đực chuột đực rất yêu vẻ lanh lợi xinh xắn của chuột cái nên luôn tìm cách làm vui lòng tình nương hãy tìm được món gì ngon là chàng đem dân nàng nhưng chuột cái chỉ có tâm lợi dụng để hưởng thụ. Sau khi ăn sạch hết cống phẩm rồi, thì ả cư xử với chuột đực vô cùng tồi tệ. Tuy bản thân có thầm ưa chuột đực theo tò tò bên cạnh mình, nhưng ả luôn tán lợn, giờ như không thấy không nghe. Một bề kiêu ngạo, chẳng thèm ngó tới chuột đực. Về tiền duyên với chàng trai tên Bân, thời quá khứ, có một đời khánh làm đại tướng thống lãnh đội binh. Trong một lần sau khi đánh trận xong Thì ông đóng trú nơi tiểu trang viên Của một viên ngoại Chàng Bân kiếp đó mang thân nữ Là con gái của viên ngoại Hai bên vừa nhìn thấy nhau Thì trong lòng cùng ôm chung mối hận Đồng tiếc là đã gặp nhau quá muộn Bởi vì lúc đó vị tướng quân kia Đã có vợ ở quê nhà Thế nhưng ông tướng và cô gái Vẫn sai men tình có thể thoát ra suốt ngày họ quấn quýt không rời nhưng chẳng bao lâu thì đoàn quân phải lên đường cuộc tình này biến thành vô vọng không có kết quả kể xong tôi kết luận trong các kiếp quá khứ nhiều đời khánh thường làm tướng đã quen biết và giao du với vô số phụ nữ xinh đẹp xem như các cô khó thoát khỏi bàn tay đào hoa và dàn kinh nghiệm tình trường của khánh kiếp này nhân duyên hội đủ do nghiệp lực chiêu cảm dẫn dắt nên khánh luôn phải nếm lại những tổn thương tình ái mình từng giao khổ chồng chất cho người trong bao kiếp xưa qua câu chuyện này tôi xin khuyên các vị làm người ở thế gian nhất định phải tạo thiện duyên cùng chúng sinh chứ đừng kết ác duyên phải hiểu nhân quả báo ứng như bóng tùy hình ngàn vạn lần quý vị nên cẩn trọng chẳng nên khinh thường đùa tình tạo ác đến lúc thọ báo rồi mới ân hận thì đã muộn. Diệu liên, trang mạng, bác khách. giờ lớn giờ bé tôi có một đệ tử học dược tạm gọi là tiểu lan mới kết hôn năm ngoái chồng lan là con một nên rất khao khát có con nhưng dù kết hôn đã lâu cả nhà mong ngóng mọi mắt mà chẳng thấy có tin vui do bởi tiểu lan hồi trẻ vì ngu cờ nên đã phạm lỗi phá thai lúc đó cô chưa biết phật pháp nên thường tức giận với chồng dẫn đến chứng rối loạn kinh nguyệt còn bị u nang buồn trứng viêm nhiễm, nhiễm phụ khoa nghiêm trọng do vậy mà lan không thể hoài thai hơn nữa còn bị bệnh yết hậu nặng tôi quan sát thấy nơi cổ lan có một hình thù giống như con rắn quấn quanh bất kể làm thế nào cũng không thể siêu độ khiến nó rời đi được dù lan đã đi khám rất nhiều danh y nhưng trước sau vẫn không thể có con vì vậy mà kể từ năm ngoái chồng lan kiên quyết đòi ly hôn mới đầu cha chồng lan hứa hẹn là sẽ mua cho lan một căn nhà bên ngoài nếu như chịu ly hôn thế nhưng sau đó con trai ông lại thay lòng ra ngoài tìm vợ bé nên họ cương quyết từ chối mua nhà nói là không có tiền tôi góp ý với lan nếu như hai bên không còn tình cảm thì có thể ly hôn nhưng trong chuyện này người nôn gấp không phải là Lan mà là chồng cô. Nếu họ chẳng chịu đáp ứng đúng như điều đã hứa trước đây, thì Lan hãy cứ thông thả. Lan cũng là một cô gái đáng thương. Nếu như gì không thể mang thai mà bị nhà chồng ruồng rẫy, vậy thì sau khi bị bỏ rơi rồi, thì cô sẽ không có chỗ nương thân. Do vậy mà cô có thể tiếp nhận cách cư xử vô tình của bên chồng. Điểm này tôi rất thông cảm. Lan nói. Cô không hề tham lam hay muốn đòi hỏi chi nhiều. Chỉ hy vọng bên chồng có thể cho cô căn nhà nhỏ khoảng 60 mét vuông để dung thân là đủ. Mà xét theo kinh tế khá giả của bên chồng thì việc mua căn nhà như vậy cho Lan là chuyện không đáng kể. Gần đây do cô vợ bé mà ông chồng gian dưới bên ngoài đã mang thai. Nên bên nhà chồng rất cần ly hôn gấp. Nhưng họ chỉ đồng ý bỏ ra cho Lan 10 vàng nhân dân tệ Lúc Lan hỏi ý tôi, tôi nói, như vậy là hơi ít. Cô hãy cứ thông thả chờ xem. Thông thường, đa số các nữ nhân tìm đến nhờ tôi giúp, đều vì vấn đề hôn nhân. Lan cũng không ngoại lệ. Cô còn là một trong các nữ đệ tử đầu tiên được tôi thu nhận vào ngành dược. Nhưng chưa bao giờ tôi quan sát giúp cô về nhân quả của cuộc hôn nhân này. Vì sao ư? Bởi Phật từng dạy, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Tôi nghĩ Tiểu Lan là một cô gái thông minh, có ngộ tính cao. Nhất định tự cô có thể hiểu ra thôi. Thế nên những khi có phiền não tìm tới, thì tôi chỉ tư vấn theo kiểu nói vài lời khuyên nhủ hoặc góp ý sơ. Tôi cứ chiếu theo thực tế mà bảo cô cần phải hành động thế nào, chế tuyệt không hề bỏ công quán sát nhân quả giúp cho cô. Một ngày nọ, cô gọi điện than thở với một bạn đầu thân thiết hàm ý quán trách tôi đại khái là cô đã thống khổ đến nước này rồi mà tại sao tôi là sư phụ lại khăng khăng không chịu quán sát nhân quả cho cô sau khi nghe vậy vì muốn giúp lan quá giải chuyển phiền não hiền kiếp thành bồ đề tôi đành bỏ thời gian ra để quán sát cho cô ráng sức tìm hiểu để nhìn cho thấu nhân quả tiền kiếp giữa cô và ông chồng hiện tại Kết quả, tôi nhìn thấy một cảnh tượng. Đầu tiên xuất hiện cảnh một phụ nữ trẻ đang treo cổ tự giận. Vì thất vọng buồn khổ về tình, nên cô ta quyết tâm kết liễu đời mình. Ngày giây phút đó tôi hiểu ra. Trước đây tôi từng nhìn thấy nơi cổ Tiểu Lan có hình thù giống như con rắn quấn quanh. Sự thật không phải là con rắn, mà chính là dòng dây thòng lọng. Do hơi giống hình dạng rắn, nên tôi bị nhầm đó là lý do vì sao tôi không thể xua tan cái vòng quanh cổ. Vì đâu có ai lại đi cầu siêu cho sợi dây thòng lòng. Mạng sống người ta được cha mẹ ban cho, không nên tự sát. Làng cần phát lộ ăn năn sám hối hành vi tự sát trong quá khứ thì hình dạng sợi dây quanh cổ này mới có thể tan biến triệt đệ. Tiếp đến, tôi nhìn thấy có một nam nhân cứu cô gái treo cổ này vì chăm sóc cô nên ông đành dẫn cô về nhà thành là tiểu thiếp của ông nam nhân này vốn đã có vợ rồi tình cảm đang rất mật thiết sâu đậm giờ bỗng dưng dẫn người thứ ba về chen vào khiến cho cô vợ lớn phải khổ đau thống thiết đọc đến đây chắc quý vị đã hiểu ra nam nhân cứu mạng cô gái treo cổ chính là chồng lan hiện thời còn lan chính là cô gái tự dần được cứu sống Đời này cô vợ bé Hiền đang mang thai với chồng Tiểu Lan, chính là vị chánh thê kiếp trước của ông. Cô gái kiếp xưa từ sát không chết là Tiểu Lan, sao lại thành tiểu thiếp của ân nhân cứu mạng. Vì cô đã khiến cho chánh thê của ân nhân phải đau khổ thống thiết, nên bây giờ nghiệp lực dẫn dắt, quả báo chiêu cảm, đời này Tiểu Lan lại cùng ân nhân quá khứ kết hôn. Nhưng chỉ được một thời gian, chứ không thể cùng sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc được vì cô phải nhường hạnh phúc đó cho vị chánh thê kiếp trước và phải trả báo nếm lại mùi vị đau thương của thân phận người vợ cả bị kẻ thứ ba chen vào để chuộc lại tội kiếp xưa cô đã làm cho vị chánh thê buồn khổ thực ra lan lấy chồng đời này cũng chỉ là để báo đáp thâm ân ông từng cứu mạng đời trước nhưng thực tế chính lan bắt buộc phải nhường chỗ cho người vợ cả kiếp xưa là người mà lan đã có lỗi khi tôi điện thoại kể cho Lan nghe về nhân quả nghiệp báo của cô xong, thì những gút mắt thống khổ trong lòng Lan đều quá dại, tan biến. Lúc này cô bật cười sảng khoái, nói Thế thì còn phải mau mau ly hôn để tác thành cho họ. Thôi được, mười dạng thì mười dạng vậy. Từ đó, Lan tinh tấn tu, hưởng pháp lạc hạnh phúc và giải thoát khỏi buồn đau. ân nào cao hơn tôi có một chị bạn rất thân tình ca trong một dịp tình cờ chị được người giới thiệu làm mai cho một nhà tỷ phú hương cạn nhà tỷ phú vừa gặp chị vì rất si mê nên theo đuổi không rời thầm mong chị đáp ứng nhận lời làm vợ ông nhưng ước mơ của nhà tỷ phú bị một nam nhân khác xen vào phá vỡ tan bởi mỹ nhân đã đồng ý làm vợ nam nhân kia Ngày hôm kết hôn, chị ca rất hối hận khi phát hiện ra Đức Lan Quân mà chị ngỡ là lý tưởng hoàng mỹ, té ra là một gã hư hỏng. Chị đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Chị từng nghĩ sẽ đáng nhìn cả đời. Nhưng cuối cùng chị vẫn phải ly hôn. Sau khi ly hôn, chị còn phải chia rất nhiều của cải tiền bạc cho gã chồng hư đốn đó. Sau đó, tình cờ chị gặp một vị thông tuệ nhìn thấu túc mệnh bảo chị rằng trong kiếp quá khứ chị từng thiếu nợ người chồng này cho nên hiện đời khi hai bên mới gặp nhau thì thấy dường như anh ta cực kỳ say đắm chị đến mức nếu không cưới được chị thì anh sẽ chết thực tế anh ta đã khéo léo che giấu tính dối gian giả trá của mình cho đến hôm kết hôn mới bại lộ chị sốt ruột hỏi vậy đời này con đã trả đủ nợ cho anh ta chưa Cao nhân đáp, đã trả xong hết rồi. Chị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm và cũng không còn quán hận anh ta nữa. Còn một câu chuyện khác do người bạn thân kể cho tôi nghe. Vào thời xưa, có một thư sinh lên kinh ứng thí. Giữa đường gặp tuyết rơi nhiều nên anh bị hôn mê bất tỉnh và được một thiếu phụ cứu đem về nhà và săn sóc cực kỳ chu đáo. Nhờ vậy mà anh thư sinh nhanh chóng hồi phục sức khỏe và có thể lên đường đi thi. Do được chăm sóc quá tử tế ân cần, nên thư sinh này đối với thiếu phụ nọ phát sinh tình cảm. Anh khuyên nàng hãy bỏ gia đình để đi theo mình. Nhưng thiếu phụ không đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn đối rất tốt với anh. Thư sinh bị cử tuyệt thì trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, đến mức không thể học hành. Thế là anh bèn đi tản bộ giải khuây tình cờ ngang qua một ngôi chùa nọ hòa thượng trụ trì vừa gặp anh đã hỏi ngay trong tâm anh hiện đang có chuyện buồn khó giải phải không anh thư xin rất ngạc nhiên bèn thố lộ hết nỗi lòng anh nói con nghĩ trăm lần cũng không hiểu được thiếu phụ kia tại sao cô ấy không chịu bỏ đi theo con trong khi rõ ràng là cô ấy cũng có cảm tình với con bởi cô chăm sóc con rất nồng hậu và thái độ này trước sau công nghệ thay đổi hòa thượng bảo anh có muốn biết rõ nguyên nhân không thư sinh dòi thưa xin ngài hãy chỉ dạy hòa thượng giải thích đời trước anh là một thư sinh trên đường lên kinh ứng thí thì gặp một thiếu nữ chết đuối thân không mảnh giải đang nằm trên bờ anh liền vội cởi áo choàng ra đắp che cho cô rồi tiếp tục lên đường một chập sau có một đám dân đi tới nhìn thấy cô phơi thay bên đường bèn mua quan tài chôn cất cho cô tử tế anh chính là thư sinh đầu tiên cởi áo khoác đắp che cho nạn nhân còn chồng thiếu phụ hiện thời chính là người đã bỏ tiền ra mua quan tài an táng cho nàng vì vậy nàng đối tốt với anh là để báo đáp ân thí cho áo khoác đợi trước nhưng nàng cương quyết không chạy trốn theo anh là bởi vì chồng nàng có ân to lớn hơn anh. Tư sinh nghe đến đây thì tỉnh ngộ, liền bái lễ tạ ân hòa thượng và quyết định lên kinh ứng thí. Thanh tâm, ngày 2 tháng 9 năm 2009. Chuyện tình Lan và Dũng Mấy ngày nay, Lan luôn mơ thấy ác mộng. Đó là cảnh chia tay giữa Lan và Dũng. Trong mộng, Lan khóc lóc đau khổ, rất thương tâm. Thậm chí tỉnh dậy vẫn còn khóc. Cảm thấy quá kỳ lạ, nên Lan tìm đến phổ tường nhờ quán sát nhân quả. Mối tình của Lan và Dũng tính đến nay đã được 6 năm. Suốt thời gian sống chung, Dũng đối với làng một bề yêu thương sủng ái chàng chăm lo chu đáo từ vật chất tới tinh thần lúc nào cũng hết lòng với lan có lẽ do dũng đối với làng quá tốt khiến làng trở nên cao ngạo đối với dũng làng không ngoan hiền và thường hay cáo gắt do ỷ vào sự cương chiều của dũng làng phát sinh tâm tham nhiều tha hồ tiêu xài quan phí lòng ích kỷ cũng gia tăng cùng với tính kiêu căng Lan tự cho mình là trung tâm vũ trụ Chỉ cần có chút Phật ý nhỏ thôi Là nàng lớn tiếng vợ trách dũng không tiếc lời Và từng hai giận dỗi ôm đồ bỏ đi Suốt sáu năm chung sống Lan luôn tái diễn cảnh Hãy giận là bỏ nhà ra đi Sau đó lại quay về Như vậy không biết bao nhiêu lần Giữa Dũng và Lan Cứ diễn mãi như thế Chia tay rồi tái hợp Hợp rồi chia tay đây là chuyện xảy ra như cơm bữa trong tình sử của họ riết rồi đôi bên đều mệt lần cuối cùng trong cơn tức giận lan cũng diễn lại cảnh cũ từ nhà dũng nàng ôm đồ bỏ ra đi vì muốn thoát khỏi bao phiền não thống khổ đang dây hãm lan quyết tìm đến phật pháp và chính nhờ đây nàng đã biết hồi tâm thức tỉnh phát sinh ý niệm sám hối chịu thay đổi tu sửa khi lương tâm đã hồi phục lại, Lăng mới nhìn ra những ưu điểm hiếm quý nơi Dũng và phát hiện rằng chàng đã hy sinh, khoan dung, đã chăm lo cho mình biết là bao nhiêu. Khi đã nhìn ra lỗi mình và thấy rõ những đức tính hiếm quý nơi Dũng, Lăng quyết định quay về, nối lại bản tình ca gian dở với Dũng. Nhưng khi lang quay về nhà, Dũng giống như bao lần trước đây thì thật bất ngờ. Tính Dũng xưa nay Dũng luôn ôn nhu hiền hậu một bề nhường nhịn lan thế mà lần này dũng bỗng đổi thay hẳn chàng cương quyết cự tuyệt lan không những cư xử đối với lan như người lạ mà ngay cả khi bắt điện thoại hãy vừa nghe đến tên lan thì chàng phản ứng làm như mình gặp phải ôn dịch và tỏ ra quán ghét lan vô cùng tình cảm si mê say đắm thuở nào giờ đây đã biến mất hoàn toàn nơi dũng chỉ còn lại thái độ lạnh lùng tàn nhẫn phủ phạt Điều này khiến Lan bị sốc và vô cùng suy sụp, nàng nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được. Vì sao chàng trai xưa kia đối với mình tình thâm nghĩa trọng, bây giờ lại có thể cư xử cực kỳ vô tình, lạnh lùng sắt đá, ngoài sức tưởng như thế. Sau khi phổ tượng quán sát nhân quả xong, thì phát hiện ra câu chuyện nhân quả giữa họ như sau. Cách đây khoảng 570 năm, Lan là cô gái xinh đẹp, con của một gia đình bậc trung, cứ ngụ nên một tiểu trấn nọ. Còn Dũng khi đó là một con heo trắng mập được gia đình Lan nuôi trong chuồng. Thời đó còn theo nền lễ giáo phong kiến nên con gái không được tùy tiện ra ngoài. Do vậy mà Lan thường phải ru rú trong nhà, được cha mẹ do cho việc trong coi nhà cửa mà thôi. Do sống trong cảnh cô đơn không ai bầu bạn, nên những khi buồn Lan chỉ biết ra chuồng heo tỉ tê tâm sự, trò chuyện cùng heo, vuốt ve và cho nó ăn. Lan đối với con heo như bàn thiết, là một cô chủ nhỏ hết lòng chăm sóc, yêu thương thú cưng. Thời gian trôi qua, tình bạn giữa người và vật càng thêm sâu đậm. Đôi bên hiểu nhau tới không cần nói bằng lời. Mỗi sáng, Lan thường đến chuồng heo gọi yêu. Heo lười ơi, vậy chưa nào? Heo tuy là xuất sinh, nhưng cũng hiểu ý Lan. Mỗi khi nghe Lan gọi, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và nó thường nũng nịu với cô chủ. Nhưng khi đó Dũng chỉ là con heo, nhà Lan không thể nuôi mãi suốt đời. Vì vậy, qua năm mới, thì con heo bị gia đình Lan làm thịt ăn. Vì chuyện này, Lan buồn đến đổ bệnh. Nhưng do không muốn làm trái lời người nhà, khi nghe khuyên là chẳng nên bỏ bữa khi năm mới đến. Thế nên, Lan cũng miễn cưỡng ngồi dầu bàn dùng bữa với gia đình, và không để ý là mình đã ăn một miếng thịt heo dũng. Tuy chỉ ăn một miếng, nhưng từ đó về sau, Lan cảm thấy chán ngán, không bao giờ muốn ăn thịt nữa. Do vậy mà đời này, khi chứng kiến cảnh động vật bị làm thịt máu tuôn dập về, thì lập tức Lan Hà quyết tâm, thề giết trừ ăn mặn ngay. Đủ thấy hạt giống đã gieo trong tàn thức, về sau thể đều sẽ sinh sôi nảy mầm. Phần con heo sau khi chết đi rồi, thần thức nó ôm đầy hận quán đối với Lan và gia đình nàng. Vì Lan bất lực, chỉ biết đứng nhìn nó bị giết mà khóc. Thời đó, Lan đã khóc rất thương tâm. Nỗi đau tràn nước mắt của đời trước quá sâu và ấn tượng, khiến nàng cắt cốt ghi tâm. Cho nên đời này, khi Lan và Dũng chia tay hẳn rồi, thì liên tục trong mộng, chủng tử buồn đau xa xưa liền trỗi dậy. Kết quả, sau bao cuộc luân hồi thì cuối cùng đời này Lan và Dũng lại gặp nhau, trở thành một đôi nguyên ương yêu thương quấn quýt. Do Lan kiếp xưa đối với heo Dũng hết lòng sủng ái, nên thành là có ân. Vì vậy mà đời này, trong thời gian yêu nhau, Dũng đối với Lan tỏ ra sủng ái gấp bội. Đó là để báo ân xưa. Thế nhưng do quá khứ, cuối cùng Dũng bị cả nhà Lan giết thịt nấu ăn. Lan do vì tình người nhà nên đã có ăn một miếng thịt của Dũng. Ăn ai tức nợ kẻ đó. Vì vậy bà Lan cũng thành thiếu nợ Dũng. Thế nên do nghiệp lực chiêu cảm dẫn dắt, ngay lần cuối cùng Lan rời bỏ Dũng ra đi, rồi lại khởi ý muốn quay về. Thì lúc này Dũng đã thay đổi, biến thành người tàn nhẫn lạnh lùng. Là vì Dũng đã đền đáp hết ân nghĩa với Lan. Nếu như vào thời quá khứ, Lan không ăn một miếng thịt của Dũng thì có lẽ câu chuyện này sẽ có một kết cục khác đẹp hơn. Bây giờ Lan chỉ còn biết nuối tiếc, Lan nhìn hạnh phúc dở tan. Những ngày tháng được cưng chiều yêu thương nay đã vụt khỏi tầm tay và trở thành xa vời, tựa như giấc mộng. Trong lòng đau khổ vô cùng, nàng càng hối hận hơn vì kiếp xưa mình đã ăn thịt dũng, lại càng hối hận vì đã không biết trân quý hạnh phúc đang có, không cư xử phải phép khi được dùng hết dạ yêu thương chăm sóc hy sinh cho nàng toàn tự kiêu ỷ lại chỉ biết đáp lễ bằng tính cáo gắt nóng nảy cư xử quá ích kỷ xấu xa và cuối cùng nàng đã để ruột mất người bạn trai tốt nhất của đời mình phổ tường kết luận mong rằng từ đây làng biết thành tâm sám hối những nghiệp xấu ác đã tạo trong quá khứ thực lòng thay đổi tu sửa kiên trì lập hành tích đức siêng năng tinh tấn, tùng kinh hồi hướng cho Dũng để quá giải mối quán hận vượt thời gian này. ông ngoại năm 2011 là thời điểm cuộc sống của tôi cực kỳ xuống dốc sức khỏe cũng không tốt vì vậy tôi bèn lên mạng tra tìm phương pháp thay đổi mệnh phận thì tình cờ gặp trang web chuyên tu kinh địa tạng trưởng đoàn biết tôi là kẻ sơ cơ mới nghiên cứu giáo lý Phật chưa có kinh sách gì bèn gửi tặng tôi kinh địa tạng kinh kim cang kinh dược sư và một số sách nhân quả thiện thư tôi là sinh viên đại học đã nhiều năm hấp thụ nền giáo dục hướng theo chủ nghĩa duy vật thế nên vừa đọc vài trang kinh địa tạng thì đã cảm thấy nội dung trong đó giống như chuyện thần thoại quan đường nên không thèm đọc nữa đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc sơ qua với phật giáo Tiết thanh minh năm nọ, tôi không về nhà bà ngoại để tạo mộ cho ông ngoại. Mấy ngày sau, tôi mộng thấy ông ngoại. Trong ông có vẻ suy sụp và đang ở một vùng tối tâm. Ông tuyệt vọng hỏi tôi, Vì sao lâu rồi cháu không đến thăm ông? Thức dậy, tôi rất buồn. Thời điểm tôi chào đời, bà nội lần đầu gặp, vừa nhận ra tôi là con gái. Thì kể từ đó về sau, bà chẳng thèm lý đến tôi nữa. Mẹ tôi do vậy cũng nếm đủ mùi lạnh nhạt rẻ rúng từ bên chồng. Do đó, mẹ cứ băn khoăn với ý nghĩ, liệu có nên đem tôi cho nhà khác nuôi hay không? Ông ngoại tôi biết được, bèn khuyên răng mẹ tôi. Sau đó, bà đem tôi về nhà trong bà ngoại nuôi dưỡng. Nhờ vậy mà tôi thoát cảnh bị đem cho nhà người, nên tôi rất mang ơn ông ngoại tôi ở nhà ngoại được một năm, thì ông ngoại tạ thế. Lần này đột nhiên mơ thấy ông ngoại, tôi cảm thấy rất bất ngờ và buồn. Hai ngày sau, tôi xin phép nghỉ về thăm bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện nằm mơ. Tại quê tôi có một thuyết là nếu mộng thấy người quá cố thì vận khí sẽ không may, nên bà ngoại lo lắng bảo tôi mua mấy ký thịt heo đem về cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại, thấy lúc đó sao mà mình ngu si quá cỡ. Do cậu tôi gần 40 tuổi mà chưa cưới được vợ, nên điều này trở thành nỗi lo dây dứt của bà ngoại và các chị em cậu. Vì vậy mà hệ nghe đồn ở đâu có thầy bà nào Linh, thì họ gọi đến hỏi về tương lai hôn sự của cậu. Có lần dì tôi hỏi một bà thầy. Tại sao ông ngoại chẳng chịu chúc phúc cho con trai? Bà này xem một hồi thì nói. Ông ngoại cô hiện đang ở một nơi tối tăm không có ánh mặt trời. Xung quanh toàn là nước. Lại bị hai con mãng xà quán thúc. Bản thân ông còn khó bảo trọng. Nói gì đến chuyện giúp người thân? Thế là các dì tôi bèn thỉnh bà thầy làm phép cho giết một con gà, một con vịt, một con dê để cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại tôi càng đau lòng, vì hồi đó ngu si không hiểu Phật Pháp, nên cứ tưởng làm vậy là giúp ông ngoại, nào ngờ càng hại ông khổ thêm. Bởi trong kinh địa tạng có nói, người thân sát sinh giết hại để cúng tế cho người mất, Tuy không có công đức gì, không có lợi gì cho người mất mà càng tăng thêm tội nặng cho mình và người mất. Tôi hồi đó liên tục chìm trong mê muội Tiếp theo còn làm thử rất nhiều phương pháp mà vẫn thấy mệnh giận cứ xui xẻo. Cho đến cuối năm 2012, tôi tình cờ gia nhập đoàn Tâm Thượng Liên Hoa sau khi học Phật mới bắt đầu hiểu ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ học Phật là phép thử cuối cùng xem như mình giấu được cổng rơm cứu mạng vậy thôi. Thế nên, hãy nghe các Pháp hữu nói có Pháp môn nào tốt, thì tôi liền tìm đọc và tu theo Pháp đó. Năm 2013 Nghe tin sư tỷ bất ngữ đến chùa Đông Lâm làm công quả, tôi liền nhờ chị làm giúp mấy linh dị cầu siêu. Do lúc đó tôi chẳng biết tên ông ngoại, mà cũng không dám về nhà hỏi. Sợ gia đình biết tôi học Phật thì sẽ cười chê nên trên bài dị tôi chỉ ghi là ông ngoại của Trần Minh Anh. Sau khi học Phật, hiểu biết chút ít, nghĩ tới lời bà thầy nói ngày xưa, tôi rất đau lòng cho ông ngoại. Vì vậy mà bất kể tụng kinh, chú hay làm việc phúc thiện gì, tôi đều hồi khướng hết cho ông ngoại. Lúc đó tuy tôi chẳng biết tên ông, nhưng tôi nghĩ chư Phật Bồ Tát từ bi ác sẽ biết hết, nên ông ngoại tôi chắc chắn là sẽ được lợi ích. Tiết Thành Minh năm 2014, đoàn Liên Hoa tổ chức pháp hội tụng bảy bộ kinh địa tạng để cầu siêu cho tổ tiên. Tôi vốn là người có tính nồng nóng. thuở giờ luôn cảm thấy kinh địa tạng quá dài, ít khi chịu tụng. Nhưng nghe mọi người nói, kinh này có công năng siêu độ thần nhân đã mất sức hay, nên cũng chịu khó theo đoàn trì tụng bảy bộ. Lúc đó liễu sư tỷ nói, nếu ở trước mộ, cúng tế tức chay đơn giản, tụng thí thực và chú giảng sinh thì có thể làm lợi ích nhiều cho người mất. Vì vậy mà buổi tối trước tiết thanh minh, tôi ráng học thuộc chú giảng sinh, sáng ra lúc đi tảo mộ dân lễ. Tôi cúng thí thực, trì chú lục tự đại minh và tụng bảy lần chú giảng sinh hồi khướng cho ngoại và cử huyền thất tổ. Vào khoảng tháng 5, một đêm nọ, tôi mộng thấy ông ngoại. Ông không nói gì với tôi, chỉ dùng bút sắt viết ra tên ông. Sáng hôm sau, tôi về thăm bà ngoại, hỏi bà có phải ông ngoại tên là Tô Tuấn Ân không. Bà ngạc nhiên hỏi, làm sao mà con biết được? Lúc đó, tôi rất xúc động, như vậy đúng thật là ông ngoại báo mộng cho tôi rồi. Tôi lại hỏi, có phải ông ngoại dáng người vừa tầm cao khoảng 1m65, xương gò má khơi cao, ưa mặc bộ đồ lãnh tụ màu xám tro túi bên tả thường dắt một cây bút sắt phải không? Bà ngoại đáp, đúng vậy. Tôi vô cùng kinh ngạc, phải biết là khi tôi một tuổi thì ông ngoại nề đời, nên tôi hoàn toàn không rõ dốc dáng ông. Nhưng hình ảnh này tôi thấy ông trong mộng, sau khi đem ra hỏi bà thì hoàn toàn phù hợp. Lúc đó bà ngoại còn lắm bẩm. Cái ông già này mắc chứng gì mà về quấy rối con nhỏ kia chứ? Biết được tên ông ngoại rồi, tôi bèn nhờ chị Bất Ngữ và chị Tiểu Đào giúp tôi làm ninh dị cho ông. Lúc tôi đến Nam Sơn Tự tham dự Phật Thất, cũng trinh trọng làm bài dị giảng sinh cho ông ngoại. Suốt một năm này, nhà tôi tham dự đoàn Liên Hoa học Phật nên đã hiểu rất nhiều. Dần dần, đối với chú Đại Bi sinh khởi tính tâm Tôi bắt đầu trì tụng chú Đại Bi, vì nghe nói mỗi ngày trì 108 lần, cộng thêm ba biến tâm kinh, có thể siêu độ cho người mất rất vi diệu. Từ đó về sau, tôi chuyên trì chú Đại Bi và tụng tâm kinh để hồi hướng cho ông ngoại. Trong thời gian đó, tôi còn bỏ ra mấy ngàn để phóng sinh, cúng thí thực cho ông. Có lần còn ấn tống kinh Địa Tạng để cầu cho ông tháng 10 tôi đi Nam Sơn Tự về rồi, thì lại mơ thấy ông ngoại. Ông không còn vẻ buồn bã suy sụp như trước đây nữa, mà ăn mặc rất đẹp, trang nghiêm, dùng nhàn sáng rỡ. Ông nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy ông ngoại nữa. Tôi biết ông đã giảng sinh cõi lành rồi. Trần Minh Anh Lời Người Dịch Ngài Khư Vân là một vị thánh tăng ngôn hành cao khiết. Cuộc đời Ngài có rất nhiều điều thần bí. Khi Ngài giếng núi kê túc thì chuông mỏ tự ngân. Lên chùa cao đảnh thì lan tiên tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc giảng kinh thì cây khô sống lại mài trổ sen. Rau cải trong giường trổ sen. Thậm chí tất cả nến thấp trong đạo tràng cũng nở hình sen. Cầu mưa được mưa, cầu tuyết được tuyết toàn tính gì đều có thần ngầm phò trợ, giúp dời đá lấp sông dân dân. Khi ngài bắt buộc phải đốn cây cổ thụ, thì cây đổ cũng lựa hướng bình an cho chùa. Lúc nhật nhắm vào chùa ngài dội bơm, thì bơm lại rơi xuống chỗ vắng, không thiệt mạng ai, nhưng phi cơ nhật tử nạn, dở nát. Nhật sợ đến độ sau đó, hệ có việc phải bay thì cũng đi đường vòng chứ không dám bay ngang chùa ngài công vật nào được ngài quy y thì lập tức ăn chay. Tánh hung dữ, khiếu chiến, bỗng chuyển thành hiền lành. Bò cũng tìm đến ngài cầu cứu. Hổ cũng biết tìm ngài cầu giới. Thọ thần Long Dương đều khóa hiện thân người tìm tới xin thọ giới. Thở ban đầu, vào năm 43 tuổi, Ngài phát tâm triều lễ núi Ngũ Đài, ba bước lại một lại, lễ Đức Văn Thù suốt từ Nam đến Bắc để cầu báo ơn cho mẹ Ngót ba năm mới đến nơi Điều đáng nói là giữa đường Ngài bệnh nặng suýt chết Khiến Bồ Tát Văn Thù chịu hết nổi Phải xuống trần dưới thân phận Gã ăn mày để cứu Nguy Gánh đồ nấu nướng Phụ việc cho Ngài Dưới đây là một Giai thoại ly kỳ Về việc Triều Sơn của Ngài Lúc này có lẽ Ngài gần trăm tuổi Do đệ tử Ngài kể lại mà tôi may mắn được đọc đến xin chia sẻ phúc duyên này cùng độc giả những lần triều sơn cùng ngài khư vân hôm nọ tại núi nhạn sĩ sí thuộc xuyên bắc chúng tôi gặp một bầy khỉ chẳng biết chúng phát thiện tâm hay có tính hiếu kỳ mà có mấy con leo lên cây hái quả ném xuống còn hướng về chúng tôi kêu chí chóe khi chúng tôi tiến đến lượm trái cây thì thấy một con khỉ rất to giống như khỉ chúa vừa kêu vừa đưa tay ngoắt ra dấu với chúng tôi Ngài Khư Vân giải thích. Con xem, nó muốn chúng ta căng bao ra khứng đấy. Chúng tôi dò mở bao ra. Bầy khỉ ở trên cây liền hái quả ném xuống. Chúng hái lựa toàn quả ngon. Khi chúng tôi ăn trái cây, chúng ở trên cây nhìn xuống kêu vang, lộ vẻ rất vui sướng. Hòa thượng Hư Vân nói, thật dễ thương quá. Nhưng chuyện này chưa phải là lạ vì sau đó chúng tôi còn gặp mấy chuyện ly kỳ hơn trong suốt hành trình đi cùng Ngài Khư Dân. Cầu Bắc Qua Vực Thẩm Một ngày nọ, chúng tôi đang đi trên núi Vĩnh Phong thì bị lạc lối cùng đường, vì phía trước là một vực thẳm rộng hơn 10 mét, nhìn xuống sâu hung hút không thấy đáy, xem như không thể nào đi qua bờ đối diện bên kia. Lúc này trời dần tối, hết cách xoay sở nên chúng tôi đành ngồi xuống tỉnh tọa, bắt đầu thời khóa tu, chuẩn bị qua đêm ở đây. Ngay lúc đó một trận cuồng phong nổi lên. Đến khi gió lặng thì bỗng thấy bờ bên kia núi xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, bề ngang gần nửa thước, miệng há to như cái chậu. Sư phụ bảo tôi, Thánh An, chúng ta có thể đi qua vực thẳm được rồi. Lúc này tôi thấy con đại mãng xà, miệng há to, lưỡi lo le, mắt nhấp nháy, đầu khướng về chúng tôi gật gật. Tôi sợ rụng rời khi nghĩ đến cảnh nó sẽ ăn thịt mình. Tôi quay lại thưa với sư phụ. Có phải ngài nói đùa với con không? Có chắc là nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? Hòa thượng hư dân mỉm cười bảo. Đừng sợ, đó là Bồ Tát sẽ nói đến giúp chúng ta. Sư phụ thấy tôi vẫn còn sợ, nghe báo tôi nhắm mắt lại và nắm tay tôi dắt đi. Tôi hí mắt nhìn. Thấy cảnh con đại mãng xà dương đầu qua vực thẳm, nằm mọc xuống giống như tư thế bắt cầu. Hòa thượng hư chân bước qua trước, tôi cũng nói gót theo sau. Có cảm giác như đạp trên chiếc cầu to có độ đàn hồi vậy. Cuối cùng chúng tôi qua được bờ đối diện. Lúc này mới phát hiện con mãng xà này dài quá sức tưởng vì tôi không nhìn thấy đùi nó nằm ở đâu. Đi qua bờ sông rồi, thì hòa thượng hư dân liền ngồi xuống tụng kinh. Một trận gió nổi lên, khi chúng tôi mở mắt ra thì không thấy mảng xà đâu nữa. Tiếp tục đi khoảng chừng một dặm, tức khoảng một cây số, thì đến một thôn, tên là Tây Tiêu Thôn, có 80 hộ dân sống trong đây. Chúng tôi ngủ lại ba ngày. Hơi ấm giữa rừng Còn một lần nữa, khi chúng tôi đi vào vùng sơn lâm nguyên thủy, núi này có tên là Hổ Khâu Sơn, thì bỗng dưng khí trời thay đổi, gió bụi nổi lên mịt mù, trời càng lúc càng tối, nơi đây phía trước không có thôn làng, phía sau chẳng có quán xá, chỉ có tiếng gió vụt vù. Một lát sau, mưa trút xuống ao ạt, bằng đá rơi đầy, một hồi sau mới tạnh, cơn mưa lớn qua rồi khắp nơi ẩm ướt đường trơn trợt trời mỗi lúc một tối thế là chúng tôi đành trú ngụ tại đây tôi đi lấy nước kiếm ít củi để nhóm lửa nấu nước do chúng tôi ai cũng mặc đơn sơ lại bị một trận mưa to giáng xuống nên toàn thân đều ướt và lạnh tôi vừa nấu nước vừa thổi nữa thì bỗng nghe có tiếng hổ rống to chỉ nghe âm thanh chứ không nhìn thấy hổ nhưng một tiếng rống lên lại được mấy tiếng rống khác hòa đáp hưởng ứng theo. Cô bộ không phải chỉ có một con hổ. Sư phụ thấy mặt mày tôi biến sắc liền nói Lại nha càng nữa rồi. Số chúng ta trừ hết thì sẽ sống mà. Nếu mạng tận thì mới làm thức ăn cho hổ. Con hãy tới gần đây nương vào ta này. Như vậy con sẽ không sợ nữa. Do chúng tôi quá ngọ không ăn giờ đành uống nước nóng lót dạ và ngồi tựa vào nhau. Tôi khi đó còn nhỏ lắm, bởi đi đường quá mệt nên chốc lát là ngủ say. Đến nửa đêm tôi cảm thấy càng lúc càng ấm, vừa mở mắt ra thì... Ôi trời ơi, hiện có sáu con hổ bự đang dây quanh chúng tôi. Đã vậy, Hòa Thượng Hư Dân còn đưa tay vuốt về đầu con hổ chúa to nhất nữa chứ. Lúc này đầu óc tôi thật sự hoang mang vì không biết mình đang mơ hay là tỉnh lẽ nào tôi đang nhìn thấy cảnh hổ phục la hán đã ba lần tôi định đứng dậy nhưng sư phụ đều ngăn lại không cho tôi đứng lên nghe bảo tôi hãy mau niệm kinh nhiếp tâm được một lát tôi lại thiếp đi trời sáng khi tôi thức dậy sư phụ cười bảo đêm qua con sợ lắm hả là sơn thần đến thăm đấy Đón và đưa Ở Ngũ Đài Sơn có một câu châm ngôn Bồ Tát đối với người khẩu duyên thì Xa tiếp 800 tiến đến ngàn dặm Đương nhiên, chung quanh Ngũ Đài Sơn khoảng 800 dặm Không hề có thổ phỉ Hôm đó chúng tôi đang dừng nghỉ Đồng ngồi trò chuyện Hòa Thượng Hư Dân giải thích cho tôi hiểu các chuyện đã xảy ra Ngài nói Khi đó chúng ta gặp không phải mãn xà đâu mà chính là rồng còn khi ở trên núi loài chúng ta gặp cũng không phải là hổ mà là vương báo con xem khi lên gần đến ngũ đài sơn thì sẽ có người tiếp chúng ta hôm đó trời đầy sương sư phụ khơ bị choáng đầu chúng tôi nghĩ một chút thì lại lên núi tiếp đi tới lưng chừng núi thì bỗng thấy phía trước sáng rực giống như có ánh điện quang vậy. Hòa thượng Hư Vân liền bảo chúng tôi hãy mau mau quỳ xuống đảnh lễ. Lúc này, thấy trên sườn núi xuất hiện Bồ Tát Văn Thù. tay cầm phất trần phe phẩy, giống như muốn nói gì đó. Cảnh tượng này kéo dài 5 phút. Quả thực là Bồ Tát Văn Thù có hiện đón chúng tôi thiệt. Điều này khiến chúng tôi mừng vui, toàn thân như được tăng thêm sức mạnh. Cả ngày lộ bộ, ngót mấy cây số. Bữa trưa không ăn, mà giờ cũng không thấy đói. Đến tối chúng tôi mới tới chùa Hạ Phong và ngủ lại đây hai ngày. Sau đó khi chúng tôi ra về, rời khỏi ngũ đài chừng khoảng 30 dặm, thì thấy sườn núi bỗng dưng sáng rực ánh Phật Quang. Có một lão thái thái từ trên đi xuống, từ xa đã nghe tiếng hỏi chúng tôi. Có mệt không? Lúc này đang là mùa thu, bà lão lấy từ trong giỏ ra mấy trái hạnh to tặng cho bốn người chúng tôi. Bà nói: ăn trái thứ nhất thì không đói, ăn trái thứ hai thì không khác, ăn trái thứ ba thì hết mệt, ăn trái thứ tư thì toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình thư thái. Tôi nhận quả hạnh xong, nhìn lại thì không thấy bà lão đâu nữa. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra, để nhất định là Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp chúng tôi bởi vì lúc đó là tiết thu mùa thu thì làm sao có trái hạnh nhưng trong tay chúng tôi rõ ràng đang có trái hạnh trái hạnh này ăn xong rồi đúng là mấy ngày không thấy khác cũng chẳng thấy đói tinh thần cực kỳ tốt đây là những kỷ niệm hy hữu khó quên trong những lần chúng tôi triều sơn cùng hòa thượng hư vân thánh an Bồ Tát cảm ứng mẹ tròn con vuông. Tháng 3 năm 2006, vợ tôi mang thai, cả nhà đều mừng. Lúc đó, tôi đối với Phật giáo chỉ có mỹ cảm, kinh Phật cũng chưa từng xem qua. Trước đây đã có lên ngũ Đài Sơn và hai lần được cảm ứng. Lần đầu vào năm 1999, tôi mới tốt nghiệp đại học và đi làm được hai tháng tình cờ được lãnh đạo công ty dẫn lên ngũ đài sơn. Lúc đó tôi chưa biết Phật Pháp, nhưng vô chùa hay thấy tượng chư Phật Bồ Tát, thì tự nhiên phát tâm lễ bái cúng dường. Sau đó chưa đến ba tháng, tôi được công ty đề bạc làm lãnh đạo trung tầng. Năm sau, lại thăng làm giám đốc đại khu. Tôi luôn cho rằng mình được Bồ Tát văn thù gia trì. Một ngày năm 2005, mang tâm tình cảm ơn, tôi cùng tổng giám đốc lái xe lên ngũ Đài Sơn. Trên đường tôi luôn niệm Nam Mô Phan Thù Bồ Tát. Khoảng 9 giờ tối thì xe chúng tôi bị nổ lớp trên con đường vắng vẻ không người. Hình như không còn xăng, không còn tín hiệu chi. Trời tối thui, đưa tay ra không thấy nằm ngón. Chúng tôi lề hoài suốt một tiếng mà không biết làm sao. Bạn bè rất sợ gặp sói và lũ cướp nhưng trong lòng tôi nhờ niệm Bồ Tát nên cảm thấy an tĩnh, không sợ. Khoảng hơn 10 giờ, bỗng có một chiếc xe chạy qua. Tài xế thấy chúng tôi vẫy tay, liền xuống xe giúp đỡ và cho thêm dầu. Nhờ vậy mà chúng tôi lái cầm cự đến được trạm đổ xăng. 11 giờ thì lên tới núi. Sau vụ này, ông Tổng nói, hên là chúng ta không đi đường cao tốc, nếu không sẽ bị nổ lớp ác sẽ xảy ra tai nạn. Nhưng lái xe ban đêm giữa đường rừng rậm như vậy, gặp tình huống này thông thường các tài xế hay sợ và e dè không dám xuống xe giúp cho đâu. Vậy mà chúng ta lại được họ giúp mau lẹ, sốt sắn, quả là may ngoài sức tưởng. Lúc đó tôi thầm suy đoán, ắt là do quá thân Bồ Tát Văn Thù cứu độ, vì giai thoại ngày khóa hiện cứu người chân thành đi triều lễ, tôi đã nghe kể qua khá nhiều. Từ đó đến nay đã hơn 6 năm Lòng tôi đối với chư Phật Bồ Tát Cảm thấy rất thân thiết gần gũi Hôm biết tin vợ mang thai Tôi vào tiệm sách tình cờ Thấy cuốn kinh địa tạng Bằng văn bạch thoại Liền dẫn ra xem thế nơi phẩm sáo Chỗ như lai tán tháng Giảng là Nếu tụng kinh này có để khiến Người mẹ sinh con an lạc Được lợi ích Phúc báo tăng thêm tôi mừng vô cùng. Lúc đó tôi đối với Phật Pháp chưa hiểu sâu, lại lười ăn chay, cho nên mỗi ngày chỉ tụng một phẩm, chẳng có tinh tấn gì. Đến tháng 9, vợ tôi về Thượng Hải. Tuy ở Thượng Hải có rất đông sản phụ sinh con, nhưng chúng tôi may mắn tìm được một chỗ trong diện quốc phụ Anh, là bệnh viện phụ sản ưu tú của quốc gia. Đúng ra chúng tôi thuộc dân phố Đông thì không được phép sinh con ở đây, nhưng chẳng biết vì sao khi bác sĩ khám xong lại cho phép vợ tôi được sinh ở đây trong thời gian này tôi kiên trì mỗi ngày tụng một phẩm kinh địa tạng thầm nghĩ đây chính là thai giáo rất tốt bây giờ nhìn lại thầm tiếc nếu như lúc đó mỗi ngày tôi chịu khó tụng một bộ thì sẽ tuyệt hơn đến lễ quốc khánh cách ngày sinh chỉ còn một tháng bác sĩ kiểm tra thấy tim thai không được bình thường bảo vợ tôi cần phải nhập viện để tiện quan sát. Ngày nào kiểm tra thết kết quả cũng không bình thường. Chích thuốc, thuốc sinh cũng không hiệu quả. Bác sĩ thông báo cần tham khảo phương án sinh mổ. Tôi rất lo, nghĩ đến Bồ Tát Địa Tạng liền cầu ngài gia trì mẹ con bình an. Hàng ngày ăn cơm tối xong, tôi ở trước đầu giường vợ mình, tụng thầm bộ kinh Địa Tạng. Mỗi ngày khi đến thăm bệnh viện, hay đi trên đường, tôi luôn niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Thấm thoát đã đến ngày sinh nở. Trong thời gian này, vợ tôi nằm viện hai lần. Chứng kiến bao bà mẹ đi sinh con rất khó khăn, hiếm ai sinh dễ. Trong đây các sản phụ toàn là sinh mổ, hơn nữa còn phải trải qua 24 tiếng bị đau đớn dày dò trước khi sinh. Vợ tôi thấy vậy, lòng càng thêm rầu. Tôi cũng lo sợ theo, và thấm chí cảm thông cho những nỗi đau mà người sắp làm mẹ phải chịu. Chào ôi, muốn có một đứa con quả là gian nan vô cùng. Giờ tôi hy vọng, vừa chính thì rụng, nghĩa là nếu con được sinh ra thuận lợi thì tốt. Nhưng bác sĩ đề nghị nàng nên sinh mổ. Tôi cũng nghĩ thế, vì nhiều bác sĩ đều nói muốn sinh thuận lợi, đều phải trải qua một trận đại gian nan như thế này không biết vợ tôi còn phải chịu bao nhiêu khổ hình nữa. Một tuần trước khi sinh, thai nhi vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa khi chẩn khám thấy tim thai không ổn, tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ biết âm thầm tụng kinh địa tạng, trong lòng luôn cầu Bồ Tát gia trì. Gần ngày khai hoa, vợ tôi đã chích thuốc thúc sinh, nhưng chẳng thấy hiện tượng gì là sắp sinh. Bác sĩ đề nghị sinh mổ, nhưng giờ tôi kiên trì đòi sinh tự nhiên. Chiều đó tôi về nhà nghỉ ngơi, lòng buồn bã nhủ thầm. Tiểu oan gia, con hãy mau sinh ra đi chứ, đừng hành khổ mẹ con nữa. Một tiếng sau, từ bệnh viện, mẹ vợ tôi báo tin, đã có biểu hiện sắp sinh. Tôi vội chạy như bay đến. Rất nhanh, vợ tôi đã được đưa vào phòng sinh. Thế chung quanh các sản phụ đa số đều phải trải qua mười mấy tiếng thậm chí còn nếm thống khổ suốt thời gian dài đăng đẳng, rồi con mới sinh ra. Tôi biết, lúc này có rầu lo cho mấy thì cũng không thể giúp được vợ mình, nên không thèm vọng tưởng nữa. Tôi ngồi xuống bằng ghế trước cửa phòng sinh, chí thành tụng một hơi ba bộ kinh địa tạng, cầu chư Phật và Bồ Tát địa tạng vương gia trì, khiến vợ tôi sinh con bình an, đứa bé được khang kiện, mạnh khỏe. Bốn tiếng sau, khi tôi vừa tụng xong ba bộ kinh, thì con gái cũng vừa chào đời. Khi con gái tôi được 9 tháng, thì bé bắt đầu tập đi. Đến hôm nay đã được 13 tháng, bé lành lợi, dung mạo khả ái, thể chất cực kỳ tốt đẹp, hầu như không bị bệnh gì. Có điều do bé quá khỏe mạnh và sung sức, khiến mẹ nó mệt nhoài khi chăm nom. Nhưng thà cực vì con quá sung sức mà khiếu động, còn hơn là phải lo rầu vì nó thể lực yếu. Tóm lại, do tôi và vợ trường kỳ không biết tích phúc, tạo nghiệp chướng tương đối nặng, nên suốt trong quá trình sinh bé, gặp nhiều việc rất phiền. May mà tôi có duyên lành được biết đến kinh địa tạng và xuyên tụng kinh này, còn chí thành niệm danh Bồ Tát địa tạng. Nhờ vậy mà vợ tôi không phải mổ, sinh con được thuận lợi đứa bé cũng không hề vì sức khỏe cha mẹ kém mà bị ảnh hưởng theo tóm lại là cháu rất xinh khỏe dễ nuôi đem chuyện của mình chia sẻ cùng mọi người tôi muốn nhắn nhủ rằng nhờ sự gia hộ của chư phật và bồ tát mà vợ chồng tôi đạt được lợi ích cực lớn hơn nữa sau này có rất nhiều thiện duyên phát sinh tôi được gặp thiện tri thức chỉ dạy phật pháp biết quy y tam bảo thực hành phóng sinh phát nguyện ăn chay. Hơn nữa, tôi còn bỏ thuốc, cai rượu thành công. Tôi thệ nguyện nghiêm trì giới luật, dứt ác tu thiện, bỏ mặn, ăn chay trường và thu được nhiều lợi ích bất tận không thể kể hết. Ngoài trừ cảm ơn, tri ân ra, tôi chẳng biết nói gì khác. Chỉ nguyện ráng tu cho tốt, làm lợi cho nhiều chúng sinh để có thể báo đáp ơn chư Phật, Bồ Tát trong muôn một thành lâm